Chào mừng các bạn đến với lớp học truyện tranh. Tiếp nối câu chuyện về khoảng thời gian mang thai của mẹ Mise. Hôm nay, bác Mise và ông nội đích thân đến để phụ giúp việc nhà. Liệu mọi thứ có suôn sẻ khi bộ ba báo thủ hội tụ đầy đủ không? Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Và để chắc cú hơn, bác hàng xóm còn huấn luyện Shin cách xử lý tình huống khi mẹ chuyển dạ đấy. Tất cả đều sẵn sàng cho sự ra đời của em bé. À quên, Maso còn được cô bé Miho lớp bên cạnh tỏ tình nữa cơ. Toàn những câu chuyện đáng để hóng hớt nhỉ? Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Bác Mise ở lại. Một ngày đẹp trời, mẹ Mise đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng chuông cửa. Ai đến giờ này vậy nhỉ? Cửa mở ra, một cái đầu Shin to đùng khiến mẹ giật mình tí ngất xỉu. Hóa ra là bác Mise, chị của mẹ. Cái tính thích trêu chọc người khác bao năm vẫn không đổi. Nghe tin mẹ của em bé nên bác tới nhà xem có cần giúp đỡ gì không. Có vẻ Shin và bác Mise hợp cạ lắm. Chắc vì đều có tính cách kỳ cục đấy. Mẹ ngỏ ý nhờ bác giặt quần áo mà bác lại đánh trống lảng. Thế mà bảo đến đây giúp như thật. Lại có chuông cửa, bác chạy ra định hù thêm một phen hú hồn, mà mở cửa ra chẳng thấy ai cả. Chán ghê. Hóa ra ông nội đến chơi, cũng hóa trang lồng lộn để tạo bất ngờ cho gia đình Nohara. Khi chạm mặt nhau, hai người giật mình ngất xỉu tại chỗ. Bác Mise lay mãi mà ông vẫn chưa tỉnh. Shin vội vàng ra dùng bài hát vòi voi đánh thức ông. Quả nhiên ông bật dậy ngay. Mẹ Mise nhìn mà ngán ngẩm. Ai cũng đến bất ngờ, chẳng báo trước gì cả. Có phải bà nội bảo ông đến giúp đỡ con cái việc nhà không ạ? À không, bà chỉ bảo ông đến gây thêm phiền toái và rắc rối thôi. Nên ông tự đến mà chẳng nói bà câu nào đấy. Trời đất, thế mẹ phải gọi về ngay kiểu bà lo. Kể ra mẹ Mise cũng sướng chứ bộ, vừa có chị gái yêu thương, vừa có bố chồng luôn quan tâm đến con cái. Chỉ là không biết có nhờ vả được không, chứ rắc rối nhân đôi thì quá tội. Ông và bác Mise bảo mẹ cứ nghỉ ngơi thoải mái, giữ cho đầu óc thư giãn. Việc nhà đã có mọi người lo, nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ lắm. Ông và bác rằng co nhau cái rẻ để rửa bát, nên bát đĩa cứ vỡ loảng xoảng. Biết ngay mà, việc còn con cũng phải đến mẹ ra tay. Mẹ hỏi bác Mise đã phơi hết quần áo chưa. Bác hồn nhiên nói rằng đã bàn giao việc đó cho Shin và ông nội rồi. Thôi xong, tới công chuyện. Ý như rằng ông và Shin đang nghịch ngợm. Mẹ giận dữ đi ra dúi đầu cả hai ông cháu. Sao toàn chơi những trò biến thái vậy hả? Trong phòng khách, hai ông cháu bày vẻ mặt tội lỗi, còn mẹ vẫn chưa hết tức, mặt cáu có lắm. Mặt nhăn nhó sẽ khiến em bé sau này cáu kỉnh lắm đó. Ông mới lỗi rồi mà, hứa sẽ làm việc nghiêm túc. Bác Mise kêu mẹ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Đi bộ cũng tốt cho việc sinh đẻ lắm, để ba người lo việc ở nhà là được rồi. Cả ba quyết tâm phải dọn dẹp thật sạch sẽ để chuẩn bị đón em bé ra đời. Chiến dịch càn quét chính thức bắt đầu. Tập trung một cái là chuyên nghiệp ngay, sạch sẽ đâu ra đấy. Mọi người rất vui mừng khi chứng kiến thành quả lao động. Mẹ Mise về mà thấy chắc cảm động rớt nước mắt cho coi. Chỉ bất ngờ phát hiện vẫn còn một chỗ chưa được lau dọn, đó là cái đèn trên trần nhà. Ông nội bác ghế lên xử nốt, trong khi Shin đi giặt giấy lau. Chiếc ghế bất ngờ lung lay, ông sợ hãi đánh đu trên chiếc đèn khiến nó rơi khỏi trần nhà. Bác Mise vội vàng chạy vào cũng bị vấp cái ghế, rồi đập vào làm đổ cái tủ. Sau đó là một liên hoàn sự cố xảy ra, khiến căn nhà ngổn ngang kinh khủng hơn cả lúc trước. Mẹ Mise vui vẻ đi về, thì bắt gặp ba người lén lút ra ngoài với thái độ mờ ám. Thấy mẹ vào, họ vội vàng đánh trống lảng rồi bỏ chạy. Vào nhà là hiểu chuyện liền, mẹ hét lên đầy giận dữ, nhà gì mà toàn báo không vậy? Kiểu này tối nay ăn cơm bụi lề đường rồi. Tờ phim Miho, cô gái đáng yêu. Tại trường mầm non Phương Ta Ba, các bạn đang chơi bóng ném rất vui vẻ. Bỗng một cô bé lớp bên cạnh tiến đến chỗ Maso và Kazama đưa một bức thư tình. Kazama tưởng cô bé thích mình, đỏ mặt chìa tay ra nhận, nhưng cô bé lại đưa cho Maso cơ. Quê nhà, quê nhà. Sau khi cô bé chạy về lớp, các bạn xúm lại tò mò kêu Maso mở ra đọc. Nội dung bức thư là: hãy hẹn hò cùng với mình nhé, mình đợi cậu ở cầu trượt vào giờ nghỉ trưa, ký tên Miho, kèm theo một trái tim hồng dễ thương. Maso chảy máu cam rồi, mau mau truyền thái y. Đến giờ ra chơi, Miho đợi sẵn ở cầu trượt. Ai ngờ đi cùng Maso lại có cả Shin, nên cô bé không vui. Vì là buổi hẹn hò đầu tiên, Maso run quá nên rủ bạn đi cùng ý mà. Đúng đúng, Shin bị ép thôi chứ ham hố gì đâu. Miho e thẹn thỏ thẻ, Miho chỉ muốn buổi hẹn hò có hai người thôi, mình đi chỗ khác nhé. Sự đáng yêu của Miho khiến Maso suýt thì xịt máu mũi phát nữa. Nhưng đi đâu bây giờ? Maso bèn quay sang hỏi ý kiến Shin. Mỗi chuyện đi chơi mà cũng không quyết được, thật vô dụng. Miho ghét Maso. Nói rồi cô bé đùng đùng bỏ đi, để lại Maso yếu đuối khóc nhè. Còn cô Shin vẫn cợt nhả như thường, chẳng biết an ủi bạn bè gì cả. Miho vừa đi vừa hậm hực. Maso quá yếu đuối, không phải đàn ông đích thực, chỉ là một đứa nhóc thôi. Cô bé bất ngờ làm rơi khăn tay và được thầy hiệu trưởng nhặt giúp. Nhưng chúng tiếng xe đại tình. Miho tưởng tượng ra câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa Miho xinh đẹp. Xem ra cô bé đã có mục tiêu mới rồi đây. Shin chạy nhảy trên sân trường, vô tư trêu chọc thầy hiệu trưởng nên bị thầy túm lại nhờ vận chuyển đồ. Ở một góc, cô bé Miho đã đứng đợi sẵn.
Thấy thầy đến liền rút một lá thư đưa cho thầy. Cảnh nạn đã bị Shin nhìn thấy và kể cho các bạn nghe. Kazama có vẻ hậm hực, thì ra Miho không chọn người có vẻ bề ngoài. Cậu ta mong được Miho để ý lắm rồi mà mãi chưa đến lượt. Trong phòng giáo viên, các cô giáo chê thầy hiệu trưởng vừa được tỏ tình, khiến thầy ngại ngùng đỏ mặt. Không biết thầy đã nhận lời hẹn hò chưa nhỉ? Chuyện đó sao có thể xảy ra được, thầy cười trừ cho qua. Vừa nghe thấy câu ấy, Kazama, Nene và Shin đẩy cửa xông vào. Nene trách móc, sao thầy có thể làm vậy hả? Tình cảm của Miho là nghiêm túc đấy. Có những chuyện không to tát với người lớn, nhưng rất quan trọng với trẻ em. Kazama gay gắt phán. Đúng đúng, các cô giáo đều đồng tình. Hãy đối xử với trẻ em như là người lớn, đó mới là giáo dục. Thầy hiệu trưởng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, suy nghĩ xem nên nói sao để Miho hiểu. Cô chỉ núp sau lưng thầy, đề nghị làm quân sư. Có tin tưởng được lời ông tướng này không đây? Miho đã đợi thầy ở chân cầu trượt. Thấy thầy đến, cậu bé vui lắm, còn thầy thì bối rối, Shin phải nhắc khéo từng lời một để thầy nói theo. Nghe lời Shin, thầy và Miho đi dạo một đoạn cho dễ nói chuyện. Cô bé chủ động đòi nắm tay, cứ như một cặp đôi đang hẹn hò thật sự vậy. Mọi người tò mò nấp sau bồn rửa để theo dõi tình hình. Đi được một đoạn, thầy thật sự không biết phải nói gì cả, không khí gượng gạo vô cùng. Cô bé hỏi thầy nhận xét thế nào về mình. Tất nhiên là Miho rất dễ thương rồi. Được đà, Miho còn đòi làm cô dâu của thầy. Cái này thì hơi quá rồi nha, thầy không thể đồng ý được đâu. Cô Yoshinaga dùng ống nhòm cập nhật tình hình liên tục cho mọi người. Vợ thầy hiệu trưởng đi tới và thắc mắc sao mọi người đang rình mò cái gì vậy. Cô giáo buộc miệng tiết lộ bang chủ đang hẹn hò, làm vợ thầy sốc ngang. Sau khi thầy từ chối kết hôn, Miho lộ rõ bộ mặt thất vọng. Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác, sao thầy lại từ chối Miho? Cuối cùng, thầy đành nói một cách dứt khoát và rõ ràng vì thầy rất yêu vợ của mình. Cảnh này đã bị phó hiệu trưởng nhìn thấy. Cô tức giận, sao thầy có thể nói điều này trước mặt trẻ con mẫu giáo hả? Miho vừa chạy vừa khóc lớn. Thầy khổ quá mà, đang yên đang lành tự nhiên dính vào chuyện trời đất hỡi này. Ngày hôm sau như chưa có gì xảy ra, Miho lại tới lớp hướng dương. Lần này đối tượng tỏ tình là Shin, được cái cô cậu nhà mình rất phũ, từ chối ngay lập tức vì Shin không có hứng thú với trẻ em đâu. Càng thế Miho lại càng thích. Kazama chỉ biết thở dài thất vọng. Sao cả thế giới được Miho tỏ tình mà mỗi cậu bị cho ra gì à vậy? Tập phim chuẩn bị cho sự ra đời của em bé. Cô Shin đang chơi trò leo núi trên cái bụng bầu của mẹ, khiến mẹ khó chịu. Shin bảo trò chơi này chỉ được chơi ở thời điểm này thôi, mẹ đẻ em bé rồi sao mà chơi được nữa. Bác sĩ nói em bé vẫn còn nhỏ, chưa ra đời được đâu. Nói rồi mẹ lại nằm xuống ngủ tiếp. Shin lại gọi mẹ. Có gì thì nói luôn đi, mẹ đã nằm thì rất khó để ngồi dậy. Nếu Shin muốn ăn gì thì tự lục tủ lạnh nhé. Shin hét lên đầy thất vọng. Có em bé rồi, mẹ sẽ không yêu Shin nữa. Câu nói của Shin khiến mẹ đau lòng. Hai mẹ con mắt long lanh nhìn nhau. Mẹ vội bật dậy ôm Shin vào lòng. Đúng là khoảng thời gian chỉ có hai mẹ con mình không còn nhiều nữa. Cô cậu lập tức thay đổi thái độ ngay. Hóa ra đó là chiêu của Shin để mẹ chịu dậy làm đồ ăn cho mình. Thực thật, mẹ liền cho thằng con ăn ngay một chưởng. Bây giờ mẹ phải chuẩn bị đồ để vào viện, nên Shin đừng làm phiền mẹ nhé. Mẹ vừa sắp đồ, vừa nhìn quần áo trẻ sơ sinh rồi cười khúc khích. Mẹ còn mang cả máy ghi âm để ghi lại khoảnh khắc chào đời của em bé. Bên này Shin cũng không kém cạnh, chuẩn bị hành lý đầy đủ đồ chơi và tạp chí người mẫu. Shin tưởng là chuẩn bị vali đi du lịch đấy mà. Trong thời gian mẹ vào viện, bà ngoại sẽ đến đây ở cùng cả nhà. Nhưng mẹ chợt nhớ ra, bà chỉ đến sau khi mẹ sinh thôi. Nhưng mẹ chuyển dạ thì làm sao bây giờ? Có mỗi chuyện này là mẹ không thể lường trước được sẽ xảy ra khi nào. Vì vậy mẹ quyết định sang nhờ bác hàng xóm. Shin cứ ăn nói linh tinh nên mẹ cho ăn cái véo và má đau điếng. Bà hàng xóm nói rằng phải bắt đầu huấn luyện ngay thôi. Huấn luyện cái gì ạ? Bà hàng xóm qua nhà dán giúp mẹ một tờ ghi sẵn những số điện thoại để gọi khi khẩn cấp, lúc cần sẽ không bị cuống. Ý tưởng của bác thật tuyệt, đúng là gừng càng già càng cay mà. Shin cứ múa mép như ông cụ non nên bị mẹ Mise dạy dỗ ngay. Bớt nói leo lại đi, chúng ta không thể biết khi nào em bé được sinh ra, nên hãy luyện tập thật tốt để thời điểm đó đến cũng không bị lúng túng. Bước 1, chuẩn bị hành lý vào viện đã hoàn thành. Bước 2, chuẩn bị khi cơn đau đẻ ập đến. Bình thường mẹ Mise toàn vừa nằm xem TV vừa ăn bim bim đúng không? Bác hàng xóm rình mò nhà mình hay sao mà biết tường tận thế nhỉ? Shin đừng nói linh tinh kiểu bác dỗi bỏ về bây giờ. Tình huống được dựng lên như thật. Vào một buổi chiều bình thường, cơn đau đẻ của mẹ Mise bộc phát, mẹ giả vờ kêu lên đau đớn. Lúc này Shin sẽ làm gì? Ôi mẹ thân yêu ơi, mẹ có lời chăn trối cuối cùng nào không hả? Chán ghê ông này ghê, xem trường đào tạo vất vả đây. Em bé sẽ không chào đời ngay sau khi mẹ đau bụng. Shin phải ghi lại thời gian đau đẻ bằng cách xem đồng hồ. Cô cậu vẫn không hiểu đau đẻ là gì cả. Cũng phải thôi, Shin mới lên 5 mà. Mẹ ân cần giải thích, đau đẻ là tín hiệu em bé sắp ra đời đó. Bà hàng xóm dặn dò, khoảng cách giữa mỗi cơn chuyển dạ là 10 phút, phải hành động thật nhanh. Bắt đầu luyện tập lại nhé. Khi mẹ Mise đau đẻ, Shin sẽ làm gì nào? Cô cậu chạy loạn lên, sau đó ngẫm nghĩ, nên đặt tên em bé là gì ta? Ù trời, tôi lạy ông. Cậu chạy ra ngoài cửa định đi gọi người giúp. Bà hàng xóm nói diễn đến đây là được rồi, nhưng Shin cứ khăng khăng, huấn luyện thì phải giống thật. Làm bác phải về nhà ngồi uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó Shin chạy vào, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói mẹ mình sắp sinh em bé.
xử lý tình huống chậm quá, không biết có nên cơm cháo gì không đây. Bác hàng xóm dặn, nếu bác không có nhà, xin hãy nhìn vào giấy mà bác đã dán và bình tĩnh gọi điện cho họ. Chiến bắt đầu thực hành, cu cậu đứng lên ghế và ấn số. Bây giờ thì chưa cần gọi vào các số này ngay đâu, mình chỉ đang giả vờ thôi. Mẹ Mise mời bác vào uống trà nghỉ giải lao. Bác đã đào tạo hết các kỹ năng rồi nên cũng yên tâm phần nào. Tự nhiên tiếng bố kêu thất thanh, bố từ công ty chạy vội về vì tưởng vợ sắp sinh em bé. Tiếng điện thoại cũng reo, là bệnh viện gọi tới nói đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi còn cả tiếng còi taxi đã có mặt chờ mẹ đi đẻ. Tất cả mọi chuyện là do Shin mà ra. Mặt cu cậu đầy tội lỗi, nếu không làm thật thì sao gọi là huấn luyện ạ? Bố mẹ bất lực nhưng cũng không nỡ mắng, anh trai đã được huấn luyện thành thục rồi đấy, em bé mau mau ra đời sớm nha. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Buổi huấn luyện vất vả cho Shin quá, bảo sao khi mẹ Mise sinh em bé, cu cậu lại bình tĩnh xử lý đến vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ lớp mình nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!